Tôi đang sống và tất cả chúng ta đều đang sống. Nhưng vì đâu mà trong cái màu cuộc sống, có người thì đầy tươi vui, có người thì tràn ngập những lo lắng trong cả khung trời trước mắt là một bầu trời xám xịt, không nhấm nhem chút tia hy vọng nào. Thấu hiểu được nỗi niềm trắc trở của bạn đọc, hôm nay đến với cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề Cuốn sách tôi yêu. Với tinh thần góp phần truyền kết nối cùng truyền cảm hứng niềm đam mê đọc sách cùng các bạn đọc, tôi, Đặng Phát Đạt, đến từ đơn vị Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, xin giới thiệu đến bạn đọc tác phẩm mà tôi cảm thấy tâm đắc nhất, đó là tác phẩm Tin vào chính mình của Loli Hay. Tác phẩm được biên dịch bởi Hoa Phượng, Nguyễn Văn Ý và được xuất bản bởi Nhà xuất bản Trẻ năm 2007. Tác phẩm gồm có 10 phần. Phần 1, lời giới thiệu. Phần 2, sức khỏe. Phần 3, sự tha thứ. Phần 4, sự thịnh vượng. Phần 5, sự sáng tạo. Phần 6, tình cảm và sự lãng mạn. Phần 7, sự thành đạt. Phần 8, một cuộc sống không lo âu. Phần 9, tôn trọng bản thân. Phần 10, lời kết. Trong tác phẩm này đã cho chúng ta thấy, dù cuộc sống của bạn có khó khăn đến đâu đi nữa, nhưng nếu bạn kiên định cách suy nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp hơn, chắc chắn bạn sẽ tạo ra những suy nghĩ tích cực và thay đổi lớn trong mọi mặt của cuộc sống bản thân. Tác phẩm là những chia sẻ của tác giả và hầu hết các vấn đề xoay quanh việc tạo lập nên những giá trị đạo đức và giá trị đời sống thiết yếu của mỗi chúng ta. Điều mà tôi cảm thấy tâm đắc nhất trong tác phẩm này đó là sự tôn trọng bản thân. Tôn trọng bản thân đơn giản chỉ là biết suy nghĩ tốt về mình. Điều đó giúp bạn cảm thấy tự tin hơn và sự tự tin giúp bạn yêu thương bản thân nhiều hơn. Tôn trọng bản thân sẽ giúp bạn trở nên tốt hơn và có được sự tự tin hơn trong cuộc sống. Việc suy nghĩ tích cực giúp tâm trạng của bạn tốt hơn và chính điều ấy giúp bạn thoát ra những suy nghĩ tiêu cực mà bản thân đang gặp phải. Từ đó khiến cuộc sống cá nhân trở nên tốt đẹp hơn bằng những việc nhỏ nhất, đó chính là duy trì những suy nghĩ tích cực, tôn trọng bản thân mình. Tôi yêu bạn và tôi hài lòng với bạn. Chính sự hài lòng về bản thân, yêu thương bản thân sẽ giúp bạn dần thay đổi. Bạn sẽ nên yêu quý chính mình, học cách trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Sự hiện diện của mỗi cá nhân ở cuộc sống này, dù tích cực hay tiêu cực thì cũng sẽ đều nhận lại những kết quả tương tự với nguồn năng lượng của họ. Vì thế, hãy chọn và duy trì những suy nghĩ tích cực và bạn luôn nhớ rằng bạn sẽ nhận được nhiều sự tốt đẹp của cuộc sống này nếu như bạn là một người xứng đáng. Qua đó, giúp tôi rút ra được cho bản thân thêm cách nhìn nhận mới về cuộc sống. Việc yêu thương và hài lòng với bản thân mình cho tôi cảm thấy cuộc sống này dễ chịu hơn. Khi yêu thương chính mình, tôi luôn rèn luyện sức khỏe, tự mình học tập thêm những kiến thức mới. Rèn luyện bản thân ngày càng trở nên tốt hơn, yêu thương gia đình và giúp đỡ mọi người xung quanh. Cho dù phút giây hiện tại có tuyệt vời đến thế nào đi nữa, tương lai vẫn sẽ tươi đẹp và hạnh phúc hơn. Cuộc sống luôn đợi chờ những suy nghĩ lạc quan của chúng ta. Khi chúng ta nhìn cuộc sống bằng cặp mắt tươi vui, mọi thứ xung quanh cũng sẽ thay đổi, đó là điều chắc chắn. Bạn có thể làm được, tôi có thể làm được, tất cả chúng ta đều có thể. Hãy cố gắng, bạn sẽ hài lòng, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi theo hướng tốt đẹp đến không ngờ. Hy vọng những chia sẻ của tôi về tác phẩm Tin vào chính mình sẽ gợi mở sự hứng thú của các bạn để tìm đọc quyển sách này. Hãy yêu thương, trân trọng bản thân này. Cuộc sống tốt đẹp luôn chờ đợi bạn.